Khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trên trang cá nhân, Kim Tử Long khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh người đầy vết cạo gió. Dù không chia sẻ cụ thể về tình hình sức khỏe, nhưng nhiều khán giả vẫn dành lời động viên, mong giọng ca Tình Anh Bán Chiếu sớm phục hồi để trở lại các hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ với Thanh Niên, Kim Tử Long cho biết ông đang dương tính với COVID-19 nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn trấn an người hâm mộ. Hôm trước tôi ho nhiều, nhưng bây giờ đỡ. Vừa xét nghiệm xong là tôi cách ly, uống thuốc. Hy vọng trong thời gian tới tình hình sẽ ổn hơn. Nghệ sĩ cải lương nói thêm, bản thân cũng đang bị mất giọng. Điều đó khiến ông lo lắng về việc giọng hát sẽ bị ảnh hưởng sau này. Tôi cố gắng tập thể dục, luyện hơi và uống thuốc đầy đủ. Khi xét nghiệm âm tính trở lại thì tôi cố gắng tập thể dục nhiều hơn, ông cho hay. Trước đó, Kim Tử Long là người đứng ra cùng các đồng nghiệp lo liệu lễ tưởng niệm cho cố nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Việt Nam. Nói về lùm xùm của nghệ sĩ Thoại Mỹ, ông cho rằng đó là sự hiểu lầm. Có thể họ nhìn thấy tình huống đó sẽ bức xúc và nói. Nhưng lại không biết nội tình thế nào. Tôi lấy ví dụ trong gia đình, có người thân lên chơi từ sáng đến chiều. Không lẽ đến chiều tối mình vẫn cứ tay bắt mặt mừng hoài? Cô Hồng Sáp cũng là người của Huỳnh Long, xem như trục thịt thì chuyện chào hỏi cũng không còn khách sáo. Như tôi gặp cô Hồng Sáp cũng đùa giỡn nhiều, chứ đâu nói chuyện khiêm tốn khách sáo, vì cô như người trong nhà rồi, ông nói. Cũng theo Kim Tử Long, thông qua câu chuyện này, nghệ sĩ cảm thấy e ngại hơn. Bây giờ đi đâu, khi thấy ai cầm máy, tôi bị sượng, không còn tự nhiên. Như khi tới đám tang cô Ngọc Đáng, tôi cũng không dám nói gì. Không lẽ khi đăng lên thì lại lên tiếng giải thích, nam nghệ sĩ bày tỏ.